Rồi, xin chào các ông bà, cô bác, anh chị và các bạn đang xem trên kênh Thanh Niên Miệt Vườn. Hôm nay đây, ở chỗ mình nó mưa quá trời mưa luôn, ngày nào cũng mưa, mưa từ tối tới sáng luôn, từ sáng cho tới chiều. Mấy cái gao loại như vậy nè, mưa gặp mưa nó tốt ghê luôn á. Mọi người thấy hôm bữa mình cắt xong rồi, mình lá làm nó lá bự không? Cái húng lũi, lá bự ghê hết không? Còn bên đây thì nó muốn úng luôn rồi. Mưa quá trời. Nằm trở lại hết trơn này. Xà lách của mình á. Xà lách với cá thìa. Hôm nay thì ngày trời mưa bão cho nên ở nhà mình sẽ làm một cái món để chấm bánh mì ăn chơi, là món thịt bò mình nấu với chè xanh. Rồi mời mọi người cùng tiếp tục theo dõi video nha. Mấy cái bụi dâu tây hôm bữa mình xin từ ở chùa về nè, hôm nay nó ra tược ra mầm nè. Mấy cây này nè là nó sẽ ra nhảy thêm một bụi nữa đó. Mấy cái dây mà nó ốm quá thì mình sẽ ngắt bỏ. Giống như mấy cái này nè, mình mới làm một cái chậu để cho nó đâm rễ á, đâm rễ ra xong mình sẽ cắt cái này ra là mình sẽ được một cây mới đó. Cứ như vậy mà mình cứ nhân giống ra là hoài luôn nè. Như mấy này nè mọi người, mình sẽ tại cho nó nào nó bắt rễ ra, bắt rễ ngay đây nè, thì mình sẽ cho nó vào một cái chậu nhỏ để cho nó bắt rễ. Khi mà nó rễ đủ rễ rồi á, mình sẽ cắt cái này ra là nó sẽ thành một cây mới. Hôm mua cây trà xanh với cây tiêu về chết trơn hai cây. Không biết sao kỳ, không biết. Thì sao mà của chị Trúc nó lên thì vậy, còn của mình sao tiêu kỳ vậy? Chưa chắc ăn à. Về cho mẹ con đưa. Ủa chị dễ. Ủa nó là bộ con có chồng này hả ta? Chồng cái sót. Trời ơi. Mua có mấy cây à? Mà ba cái cây chồng này một. Nó hay lắm, nó để thuốc kích thích nó gì á. Nó tốt chỗ nó, cái đem về mình không có. Vô. Nó lội ngoài sình xong vô đây đó. Đây cái lưỡi này chạy thon. Đây cây. Món này mình nấu mình có khoai môn nè và cà rốt. Mình sẽ nấu bằng nước dừa. Nước dừa mình nấu với nước chè với lá trà. Sẽ ra trà dừa. Khoai môn này mình mua củ nhỏ. Mình sẽ luộc nó trước. Mình sẽ lột vỏ nó ra sau. Bò teo heo nở. Ừ, đó đó. Là bò mình nấu mình nó sẽ thịt nó sẽ teo lại. Còn thịt heo mình nấu thì thịt heo thịt nó sẽ nở ra. Về kinh đôi ra nè. Hồi sắc người cục bự người cục nhỏ. Ừ. Rồi cái tay hai người sắc rồi mày sao cắt cái dao ghê vậy mẹ. Thử ra cái nào đấy. Thịt nhiều chứ không phải thịt ít. Thịt nhiều ha, này tới 2 kg lận á. Chứ không phải thịt ít đâu mà kiếm thêm mà. Nào bự thì mẹ. Đây là cái lá trà xanh. Trà xanh này mình sẽ bắt lên một xíu nước, mình nấu cho nó ra nước trà để hồi mình nấu với thịt bò.
cắt nước lên luộc mình để gừng vô nè, giờ xôi mình để vô. Mình sẽ luộc thịt trước. Ừ. Luộc cho nó săn. Rồi mẹ ướp. Chín luôn không ạ? Không, vừa cải thôi cho nó săn, thịt sôi lên săn lại thôi. Cho nó sôi lên. Mấy ngày nay là không thấy mặt trời luôn đó. Không thấy mặt trời. Giờ chuẩn bị lại mưa nữa này. Chị mưa ăn ăn bò nấu trà cho nó ấm. Ông trời ông tắt đèn tới thui rồi. Mưa nữa. Mà không, bữa nay ông giảm dữ lắm rồi đó. Hôm nay không có mưa, không có mưa dầm. Hôm qua đâu mưa. Ngày hôm qua không có mưa, hôm qua ờ hôm qua không mưa, hôm qua nắng. Hôm qua nắng. Ngày hôm qua đâu, ngày hôm qua giấc sáng 5 giờ mưa coi, mưa tới 7 giờ mới xong. Mà đều nắng âm u âm u âm u. Giờ để bột ngọt. Muỗng này thấy vậy chứ có chút xíu à. Để đường vô. Cái muỗng vậy chứ muỗng không có nhiều đường chứ. Muỗng nó như cái muỗng nó dày và thêm cái nó lấy nữa. Hết đường. Hết đường. Hết đường. Để tỏi đồ hành cà tím má bầm trong này hết trơn nè. Tỏi thơm à. Thơm phức luôn. Hát thử. Mưa 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 chạy vô chạy vô chạy vô chạy vô mưa. Cái này. À cái không biết làm hả? Mưa luôn rồi mưa người ơi. Trời mưa trời. Tức tắc. Trời mưa. Trời mưa mình vẫn không cản được tinh thần ăn uống của gia đình. Quá trời quá đất luôn rồi. Tàu rất to. Rồi, tàu rất to. Xong rồi tới mẹ để dứa dừa vô nha. Ôi mưa quá xá luôn rồi. Quá mưa rồi. Rồi. Mình sẽ để thêm nước và nước dừa và nước thêm nữa. Thêm nước vô. Sẽ nấu. Nước dừa trong một tủ. Rồi nước trà xanh chừng nào mình để vô mẹ. Xíu. Mình nấu xong rồi mình để vô phải không? Rồi nó để củ cải vô. Cái đẹp quá rồi. Giòn giòn gụm mà đã lắm. Ba này bỏ uổng để vô luôn. Ba cái mà mình lấy làm bông. Đầu mẹ để phai vô. Mình để cái phai này nó chín rồi. Mình để vô cho nó thấm chút cái sôi lên nó thấm. Nó vừa chín chứ không có chín không tay á. Mày nấu nước sạch sạch vậy đó hả mẹ? Ừ sạch sạch. Lát nữa đâu đó có, còn để nước trà vô nữa con. À, để thêm trà, mới để nước trà thêm nè. Ừ, đó, giờ để nước trà, kêu bởi giờ mình kêu nước trà đó. Cái lá trà xanh á, mà nấu á. Ừ, nó thấy không? Đó. Mình nấu nó ra. Đó là thấy màu đẹp không? Rồi. Đó nào bắt lên đây nấu cho nó thấm cái này. Mưa quá, đã mưa quá xá rồi mà.
nấu xong là thịt hấp tịnh mưa luôn. Rồi bây giờ mình sẽ để bột bắp cho nước nó sạch lại, khoảng 2 muỗng bột bắp đó các bạn, để mình cho một chén nước. Này mình sẽ để làm cái nước sạch sạch cho mình chấm bánh mì mình nè. Đó, cho mình cho thêm hành tím nữa nè. Dạ. Nó sạch sạch cho mình chấm. Đó, đó mày dầm cho bể luôn cái củ khoai rồi. Củ khoai rồi. Sạch rồi đó. Nấu cái khoai môn mà làm nó nước nó cũng muốn sạch. Ngồi ghế xâm phức này giống kiểu như giống như ca ghi. Trà xanh này chúng ta sẽ để một lá trà xanh vào cho nó nấu trà xanh, có lá trà xanh đó, đó là vậy đó, hạnh vậy đó, nhìn cho đẹp, nó trang trí đẹp đẹp mắt à, đâu quá con để cho nó thì mình để ra nè. Chỉ để vậy thôi hả đó. Chào mọi người, hôm nay gia đình mình nấu bò nấu trà xanh, thịt bò nấu trà xanh, ăn với bánh mì, mời mọi người dùng với gia đình mình nha. Rồi. Thưởng thức. Rồi, bây giờ xong. Vui quá, bữa nay vui quá. Hôm nay nấu xong là tạnh mưa luôn. Tạnh mưa. Cứ nấu kêu nấu bằng gì đây? Nấu gì thường thường nấu nha. Đâm heo. Rồi, đừng cần tính nói đó. Ta đâm heo. Rồi, mốt. Rồi, xong. Xong rồi, mời mọi người thưởng thức nha. Đây. Gì chứ, phai là phai nhất. Ba lá trà xanh. À. Một tiêu chanh. Chanh này không có hạt nè. Chanh này. Ngộ ha, bây giờ nó hay thiệt nha. Mà thời đại bây giờ chứ hồi xưa mình có nghe thấy vũ chanh không có hạt đâu. Nè, để mẹ thưởng thức cái chai. Da mềm, da nó ai ăn da. Thơm già, thơm khoai. Khoai này mua nghe mùi thơm quá. Ừ, đúng rồi. Khoai này mới luôn á, mới chát luôn á. Cái này tính mua khoai là ngon. Cái mùi khoai. Vậy là mới che mày mua được. Đúng rồi. Khoai này mới chát luôn á. Nhầm cái gì bởi vậy ngon đi. Nghe mùi béo, mùi thơm ngon ghê lắm. Đây. Mà dẻo nữa tướng à. Để con múc cho. Đây thịt này nó coi vậy mà thấy nó nấu mà vậy mà tới nó cũng còn cứng hả mẹ. Con này chắc con bò hơi già nè. Thấy da còn ấy mà. Da còn mỏng da hả? Da mỏng mà. Này mới da nè. Thấy mà tính đâu không ngon nhanh. Này mình sẽ chấm với bánh mì. Này. Quá. Nước này nó sạch sạch nè. Thử miếng nước này. Thấy không? Nước này mình nấu nước dừa, nó ngọt nước dừa. Để thử miếng sữa. Cái thịt nè, cái thịt mình thấy nó hơi cứng á. Ông công nhận bên đây gỗ khoai nó thơm ngon. Thịt này hơi cứng nè. Cho mình nấu lâu nên nó mềm. Nấu hết một đám mưa luôn à. Nấu hết đám mưa luôn á. À, đang qua muối tiêu nữa. Muối tiêu vô nặng chanh về nó mới không có mặn, nó chua chua nó ngon. Ăn cũng được. Ăn ngon. Để ba lá trà xanh. Được không? Lá trà xanh này nè, nó ngớt uống. Tốt lắm. Mẹ nó uống nhiều bị sao? Anh nói. Không có nghe đó nè. Tiếng sao uống nhiều quá bị mát một tử. Nghe. Ở ngoài nói rồi. Uống nhiều quá bị mát không? Sao á? Mát một tử.
hàng nó bị mỡ, không có mỡ nữa. Với không mỡ bụng rồi nó có tam. Nhưng mà nấu nước rồi để đường phèn vô á, rồi để cái chai nước ở trong tủ lạnh á, đi làm đồ nó đem theo uống ngon chứ đâu. Uống theo nó này nó cũng lợi chứ đâu có gì đâu. Nó lâm lợi không? Nó chảy nước đá ra từ từ. Thế là Khanh làm hấp gà rồi, mình bỏ vô trong cái bụng con gà nó hôm đó. Nướng gà. Để lá vô trong bụng không? Ừ, nướng gà thôi. Một già hai nhai được. Ngày nhờ nó đắm mưa mình nó nấu cho nó mềm á. Chứ không có mưa cái chắc ăn nấu gấp ăn cắn rất thầm găng luôn. Nhất là mẹ không. Dừa hả? Nhưng mà dừa có ăn mốc á. Đúng rồi. Có găng lắm. Găng bén lắm. Chuyện mềm. Ăn vậy hả? Mấy người có găng không có chuyện mềm. Vậy hả? Nếu mà mềm nữa là nó làm như nó bạ, nó không ngon. Không ngon. Vậy hả? Nó răng thì hơi cứng. Gặp một tấn thì cứng. Mốt này hay đẹp. Thì có răng là chị thích ăn vậy đó. Đắp nước ngon nè. Nè, nè thấy không nè. Nè, nó như. Mấy này gì? Nước nó ngon. Ừ. Nói bánh mì bao giờ quá hả? Thôi, bao giờ cần thịt nè. Bao giờ cần thịt. Cái củ sắn hồi xưa đó lột mà rột cái vậy mà giờ củ sắn bây giờ xong ngộ mua đi về lột cũng được. Ăn thịt bò xong rồi mình sẽ làm bánh. Bây giờ nó đa số vậy đó. Món này món ruột của bà Hai nè. Làm kêu gì à? Bánh phê mì. Phê mì chiên và phê mì hấp. Để chân đội xe nhớ lên. Cái mình không à? Làm nhân tép hả mà? À. Xiên xiên á, biết sao không? Cái ruột ngay giữa cái cuốn. Bây giờ này, cái này nè. Làm rồi con biết bào qua vậy nè, rồi còn phải lấy cái khăn vắt ra. Để cho nó lóng mà. Vắt ra đó đó rồi cho nó lắng. Lấy cái bột lắng, rồi lấy cái bột để cho vô cái mì á. Rồi đổ đường vô nữa. Cái phê mì này mình bào xong rồi mình sẽ dùng một cái khăn vắt nó. Dạ, vắt. Mình lấy cái xác. Nước này. Cái nước á mình sẽ để cho nó lóng xuống, không mình sẽ đổ cái phần bột á, mình đổ phần nước trong lên. Phần bột. Nó như vậy nè. Nước phê mì nè. Ồ, nó lắng đó, nó lắng xuống cái đó đó, mình cái nước kia mình bỏ. Còn cái bột á mình sẽ để cho đây mình nhào tiếp. Còn trong đây thì nãy có để là tiêu, muối, bột ngọt và một tí đường. Mình sẽ đây này mình sẽ đem chiên, còn một phần là mình sẽ đem đi hấp. Chiên là mình tại mình để cái con tép vô trong gì đó. Đó cái phần. Này cái này là mì tinh à, Tấn. Ờ đó mì tinh đó, cái đó là mì tinh rõ ràng luôn đó. Lắng rồi, để vô đi. À. Thấy không? Nó lấy cái nước bột mì tinh á. Hồi xưa mẹ làm vậy nè, đó để vậy nè, để cái máy chạy vô vậy nè, đùa chạy đó bắt đầu quậy như vậy đó. Cái đường
màu vàng. Cái đường chiên nó dễ khác. Cái đường chiên dễ khác. Ừ. Miếng bột ngọt à. Người bào, người nắng. Cái này mình sẽ nắng con tép bên cạnh cánh giữa đó, mọi người. À như vậy nè. Cái cái này là nắng trái ấu nhưng mà gì? Ấu. Nhưng mà cái này là thành tam giác rồi. Không có trái ấu à. Trời. Vậy chứ. Nè. Để tao nắng cho xem nè. Này tao gọi là thương lắm, trái ấu cũng tròn, trái bồ hòn cũng méo. Không phải. Chút mới là cái ấu là kiểu ấu có gai, ấu có ngạnh đó. Tao cái ấu tao bập lù à. Không, cái đó là nãy do mình bào nhuyễn quá nó không có dẻo. Ý mình bào bự sớ bự, sớ bự quá nó không có dẻo. Này tại con bào quá bự. Thấy không, giòn của chị Tư Hoàng nhuyễn nè. Đè, sức đè mạnh đó. Đó, cháu của mẹ rồi. Đây. Nào. Ồ, giống quá. Thấy không? À. Đó, cháu nè, có đít dưới nè. Ừ, thấy chưa, bởi vậy mẹ không có khéo tay mà làm vậy đó được. Mẹ mà, mẹ mà, ghê thiệt. Đây nè, cái này nè. Nè, mẹ mà, mày này, phải nãy để cho mẹ mày là giòn ngon. Thế là mình hấp. Ừ, này hấp. Đây nè, này còn lắng miếng bột nè. Ngồi dưới đi. Đây nè mọi người, cháy mua. À, đang thui đó, chín rồi đó, đó chín rồi đó, mưa cái nó bị cái ngày em thôi chín cái nó nứt ra múa đẹp lắm, ăn thì nó có gì nó ngọt. Làm đi để cho cái bà lưu nè, trời mưa là nhảy lên sàn, ngồi coi ăn luôn á, làm cho luôn dĩa đi. Nhưng muốn mè nhiều. Ê. Rồi, mẹ làm nhiệt tình chứ mẹ. Nhiệt tình luôn á. Thầy này ngon. Ngon thiệt. Ngon thiệt. Còn không ai ngó kia kìa. Ừ. Cái kia nặng lâu lắm á. Cái này kia, trời đấy. Ơi. Cái này cứ gửi từ chi tiết. Tép. Nè. Mì. Đâu để con thử đi. Con thử. Mẹ thử cái ấu rồi. Ngon cứng này. Ấu này thịt không nữa. Thịt không luôn. Hồi nãy ăn cơm rồi. Ừ. Rồi giờ làm cái này cái nữa nó đói. Giờ ăn phải ăn luôn vậy nè. Cái này nó mặn mặn. Nó ngọt ngọt. Thơm mè. Có con tép. Con tép này nữa. Ngọt ngọt. Có cục nhân trọng không? Ngon. Chính giữa. Ngon vậy mà không ai ăn nó làm gì nữa hết trơn à. Ừ. Chưa. Không chưa tạo nhiều, ăn từ từ. Thưởng thức mà. Con mẹ thì chơi đâu no luôn à, khỏi thưởng thức. Người ta ăn lấy vị, mày ăn lấy bị. Ừ, đó đó, mẹ vậy đó. Bởi vậy, mẹ đi đâu người ta mời mẹ ít ăn lắm. Thì ăn nhiệt tình quá, người ta chạy. Nhiệt tình quá, người ta sợ. Ăn mà hai. Ăn liền vậy nó ngon á. Để ngồi khô nó mềm ha. Ê, nguội nó mềm. Không có. Nó để ngày mai ăn không ngon. Không ngon. Cái này vô. Cái này để ngày mai. Còn cái này là để mai ăn được. Ăn cho hết luôn. Cũng được mà liền nó không có miếng. Nó ngon. Nó rất giòn. Làm thêm cục nữa. Giờ nó vừa giòn, vừa dẻo. Cái này mình chiên ở ngoài nó giòn, trong nó mềm. Xỉa tâm nhưng không vô luôn. Nó giống như kiểu kêu chôm trái á. Ngày mai á mình biết làm sao không? Cái này cứng này lại cái nó hết bớt nhé. Cái này nó có mặn gì bằng mặn á, của muối á. Ai chịu ăn ngọt thì luôn. Em chịu không mặn. Ừ. Nói vậy ăn này ngán, nó ăn này vô cái nó làm gì làm. Hết ngán. Nó hòa lại rồi. Chúc mọi người có một ngày làm việc thật là vui vẻ nha. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video của gia đình mình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.